Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Mẫu lọc bên dưới cửa hàng đã có một video và bây giờ test nốt mẫu lọc bên trên. Đó là in keo, đều bán đồng giá 2.8 triệu, màu vàng chanh giống nhau, 2.800.000 đồng. Lọc này có hiệu ứng đèn nháy bắt mắt, anh em bấm vào nút display này. Mẫu lọc này thì nó có tiếng Anh nên sử dụng cũng khá đơn giản. Đó. Nháy lên và nháy xuống. Còn mẫu lọc bên dưới muốn bấm nháy thì bấm vào đây. Nếu các bác muốn tìm hiểu nó thì gõ mẫu lọc Alarm 1088, cửa hàng mới đăng. Nháy bắt mắt. Chất âm thì đều thuộc dạng hay, hay, đẹp. Đây là các kiểu nhạc. Nếu chiều nữa không về. Rất nhiều kiểu nhạc, anh em có thể lưu lại. Lọc có hai đường vào, đường like, đường tệp. Nút này nút đến quay đi fit. Nếu bấm sáng là sẽ không có lọc. Tôi sẽ chỉnh một kiểu nhạc, tôi sẽ mời các bác nghe. Cho mát lên. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả. Dành cho em tình yêu rất là. Ấn vào nhớ. Dù sao một của anh cũng về. Ấn nhạc bây giờ. Tôi sẽ lưu ở chế độ 2 này. Cho lời thấp xuống này. Ấn vào lưu, ấn vào 2. Rất dễ sử dụng. Chỉnh thăng 3 này. Cho bass xuống thấp nha. Ấn lưu, ấn thăng 3. Có nghĩa là mình lợi dụng cái này để mình lưu cho cái còn lại. Nó tép ít đi này. Và mùa xuân đó. Ấn vào lưu. Nơi. Có lọc nhạc thì các bác nghe nhạc sẽ rất hay, hát karaoke hay, bởi vì giải bass mid chép nó sẽ được đẩy lên rất rõ căng, mà cái âm ly bản thân nguyên bản nó sẽ không làm được điều đó. Âm ly cũng có chỉnh bass chép nhưng có lọc vào, bởi vì mình cũng mất khoảng 2-3 triệu vào thì chắc chắn là phải hay hơn. Điện 220, số series 168-3050, được vào. Bãi zin tuyệt đối luôn cho anh em nhé. Đèn nháy rất bắt mắt. Vâng, xin cảm ơn.